Chương Bột ơi, Chương Bột ơi, Chương Bột, mày đâu rồi? Trời ơi, chết rồi, tiểu không thấy nó. Lần này là tiêu thiệt rồi. Bà có sao không bà? Ba ơi, ba thấy đau lắm không? Không, nhưng mà nãy nó có cái cảm giác kỳ kỳ ở đây đấy, đến bây giờ vẫn thấy kỳ kỳ. Hay là để con về nhà làm thuốc phép thuật cho ba nha. Thôi, không cần đâu, một lát ba sẽ khỏe lại thôi mà. Có khi nào á ba với bà Sương á chạy xe chung rồi nó té rồi xong nó đụng chung cái dây tình cảm nào đó cái nó mới đau vậy không? Đó. Thôi được rồi, để ba nghỉ ngơi nha, tụi con ra ngoài ha. Bà mốt được có đua xe hai người nữa, chạy một người không phải đỡ té. Thôi vậy mình đứng đi chung vui nhé. Sao có kỳ kỳ ta? Có cái gì đó không bình thường. Có cái gì đó kỳ kỳ. Không hiểu. Rồi mấy đứa. Dạ, thấy Hồ nói là đỡ sợ rồi nên vô bếp ăn bánh nha chị. Trời ơi, đến nhắc nghe rồi còn đi một mình nữa. Nó lớn lên rồi. Mà không phải nó chỉ lớn lên đâu, mà nó còn dữ tợn nữa. Mình đã nói rồi, nó là con ma mà. Hồi nãy á, nó nhỏ vô đây rồi nè, mà bây giờ nó lớn gần bằng mình rồi đó. Mình nói thiệt chứ bộ. Thôi, mấy đứa đừng có chọc Thái Hồ nữa. Bây giờ mấy đứa ra ngoài phòng khách ngồi đi. Thái Hồ, em không có được tách rời với bạn ra nghe chưa? Dạ, em biết rồi. Tụi mình phải nhắc coi chừng con ma của Thái Hồ đó. Chị. Gì? Cái gì mà em nhìn chị ghê vậy? Hình như á là chị có liên quan đến chuyện này đúng không? Đâu có đâu. Chị đâu biết gì đâu. Nhìn cái vẻ ấp úng của chị á là em biết chắc chắn chị có liên quan rồi. Thiệt ra là chị nhờ ông chú gửi xuống đây con Chân Bột. Cái gì? Con Chân Bột hả? Cái rồi nó ăn bột phép thuật luôn rồi đúng không? Trời ơi. Sorry, chị lỡ. Hồi giờ làm sao? Giờ chỉ còn cách bắt nó lại thôi chứ làm sao. Mà sorry nè, em hứa là phải giữ bí mật giúp chị chuyện này nghe chưa? Đừng nói ai nghe hết đó. Ông mà biết á là chắc chị chết luôn á. Dạ sorry. Em biết rồi. Sorry nè, bây giờ em kêu tụi nó qua nhà mình đi, để chị ở đây tìm cách bắt con Chân Bột nha. Bắt cái nha, gì Suri. Chị? Ủa Hoàng Lan, xem ở đây. Sao không lên đó chơi với bạn đi? Xuống đây làm chi? Dạ, em kiếm Suri. Suri, thấy Hồ cứ ngồi run rẩy hoài à. Tụi mình nói gì á cũng nghe hết. Hay là bạn nói thử coi sao? Chị, để em dắt mấy bạn qua nhà mình nha. Hoàng Lan, mình đi. Mày ở đâu? Mày đang ở đâu? Khi tao mà còn nói là tử tế thì mày ra đây nghe chưa? Chứ để mà tao bắt được mày hả? Là mày chết với tao nghe chưa? Nó từ ở nhà Hoàng Lan rồi chạy qua nhà của Thu Ri, rồi hết từ nhà Thu Ri chạy ngược qua nhà của Hoàng Lan lại. Giờ mình chán ở ngoài đường lắm rồi đó.
ở ngoài đường tối thui ghê quá à. Thái Hồ, bà đừng sợ nữa. Hay là bây giờ á, mình lấy gì cho bạn ăn ha. Bạn mà ăn bảo đảm bạn hết sợ liền. Thái Hồ, bà ăn đi. Cảm ơn. Anh Thái Hồ giống em ghê vậy đó. Chỉ cần có thức ăn là sung sức lại liền à. Bây giờ anh mà ăn thì cũng đâu có sung sức lại được đâu. Thái Hồ, nhìn bạn thấy xìu quá à. Hay là bạn đi rửa mặt đi, có khi bình tĩnh lại đó. Hoàng Lan nó có lý. Bạn đứng lên bạn đi rửa mặt đi. Xu Ri, bạn đi đâu vậy? Mình đi theo Thái Hồ. Chứ để Thái Hồ đi một mình không an tâm. Bạn làm như Thái Hồ là không nít vậy đó. Cứ để Thái Hồ đi mình đi, không có chuyện gì đâu mà lo. Không lẽ mình bị hoa mắt? Công nhận lâu lâu hai gia đình mình đi chơi vậy sướng thiệt á, chứ bây giờ tối ngày cứ vòng vòng thành phố hoài, cứ làm việc mệt mỏi quá. Đúng không anh Bôn? Bôn thấy vậy đó, thiệt lâu rồi mình mới thấy vui vẻ như hôm nay nè. Trời ơi bác, thôi bác. Sao bác? Thôi bác. Y như hồi nãy, bị y như hồi nãy. Thế sao rồi bác? Để con đi lấy nước lọc cho bác uống nha. Thì nãy với con. Dạ. Ủa, sao lại bị vậy vậy? Ba ơi, sao hả ba? Bác uống nước đi bác. Đâu rồi? Bác thấy sao rồi ạ? Hai đứa đưa bác về phòng nghỉ. Dạ. Chị Chi, em thấy ba bị bệnh chân bột hả? Dạ. Bệnh chân bột à? À, ba cũng nghĩ như vậy. Sao kỳ vậy ta? Ở dưới loài người đâu có con chân bột. Mà không có con chân bột thì làm sao có bệnh chân bột được ba? Chị Chi. Dạ. Đâu qua con thử liên lạc với chị Gia xem sao. Dạ. Mày ngồi yên đó cho tao. Dạ, con nghe nè mẹ. Cái gì? Chân bột hả? Dạ. Đâu có xuống đâu. Nó đâu có xuống đâu mẹ. Hả? Ông bị chứng bệnh chân bột. Ủa? Sao kỳ quá vậy? Dạ được rồi. Dạ có gì con liên lạc với mẹ sau hả? Dạ. Tại mày hết á. Ủa, Thái Hồ đâu rồi? Dạ, Thái Hồ đi rửa mặt rồi chị. Cái gì? Ôi.
sợ ma quá nên bỏ về trước cái gì. Ừ, chắc là thấy hồ nó về trước rồi đó. Thôi, còn như đây chắc cũng vui mà. Mấy đứa lên phòng chơi đi. À, đúng rồi đó. Mấy bạn lên phòng mình đi. Phòng mình có nhiều thứ đi chơi lắm. Sao vậy chị? Lần này là tiêu chắc rồi đó. Thái Hồ thì biến mất, ông thì lại bị bệnh chân bột. Vậy là lớn chuyện rồi. Thôi thôi thôi, bây giờ em lên lầu, ráng đừng có cho mấy bạn ra khỏi phòng nghe chưa? Dạ em biết rồi. Ừ. Biết đường nào mà tìm nó đây. Ngọc Dân, bà định đi đâu vậy? Ờ, để mình chạy xuống nhà đi vệ sinh cái. Không biết nó giấu thấy họ ở đâu nữa. Trời ơi, không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa. Biết Ngọc Vân đi đâu mà lâu quá ta. Anh Su Rơi, chị Di Giá, chị Ngọc Vân á, giáo đoàn như bếp, bây giờ xuống dưới ăn đó. Ngọc Yến, em tham ăn gần bà anh ấy hồ rồi đó. Em không có ở nhà. Không có, không có. Có nhờ, nhờ. Ủa, thằng Lan, bạn đi đâu vậy? Mình đi gọi điện cho ba. À, thôi, bạn cứ ở đây chơi tiếp đi. Không được, ba mình dặn á là giờ này phải gọi cho ba. À, hay là để mình đi chung với bạn ha. Thôi, mình đi một mình cũng được rồi, không có sao đâu. Trời, nhớ nói với ba là em chơi vui lắm đó. Ừ. Không biết có chuyện gì xảy ra với Thái Hồ và Ngọc Vân không nữa. Ủa, hai đứa, sao hai đứa ở đây? Dạ, em đi gọi điện thoại cho ba. Mà sao chuyển qua chơi tụi em? Cứ đây một mình hoài vậy. Thì chị phải ở đây canh nhà bên này chứ. Thôi, em gọi lẹ lên đi. Dạ. Suri nè, ở bên đó có chuyện gì không vậy? Thầy Ngọc Vân bị mất tích rồi chị. Thiệt á, bây giờ phải làm sao đây? Suri, chứ em phải giúp chị tay quá. Thiệt nó lanh quá, chị phản ứng không có kịp. Dạ tới cậu bạn tôi hả? Làm sao bắt được chân bộ? Chị, em định làm gì vậy Suri? Em nhớ rồi trước á, mẹ Hoàng Lan có sử dụng cái này để hút nè. Em tính hút chân bột vô đây hả?
Dạ. Trương Bột ơi, lần này là mày chết chắc rồi. Bạn đang làm gì vậy Suri? Mình đang dọn vệ sinh. Dọn vệ sinh giờ này hả? Tại vì nhà vô quá đâu có dọn dẹp em. Ủa, cái máy này bên nhà em mà. À, chị mới vừa lên qua đó. À, Ngọc Dân với Hoàng Lan đâu rồi Suri? À, tụi nó bên nhà Hoàng Lan. À, đúng rồi. Chị mình qua bển chơi đi. Ê, đừng có qua, hay là ở đây chơi nha. Sao không được qua? Thì chút nữa mấy bạn cũng qua đây vậy. Hay là mình lên lầu chơi ha. Ừ đúng rồi đó, lên lầu chơi đi mấy em. Suri dẫn bạn lên lầu đi. Đúng rồi, đi. Lên đi. Trương Bột, mày đâu rồi? Thu à, hay là bây giờ mình kiếm gì chơi ha? Mình đợi Hoàng Lan với Ngọc Dân về rồi chơi luôn. Thì mình cứ chơi trước, có sao đâu. Chị đang gọi bạn kìa. Có gì không chị? Ủa? Đâu có gì ra đâu? Ba ơi, ba muốn, bác sao vậy? Ba ơi,
đi bệnh viện, đưa đi bệnh viện đi ông ơi. Tôi không sao đâu, tôi không sao đâu. Đi bệnh viện đi ông ơi. Tôi không bị bệnh gì đâu. Hãy đi, tôi nằm yên một lát tôi sẽ khỏi. Bà con không sao đâu, cứ để bà con nghỉ được rồi. Bà nghỉ nha ba. Ông nằm nghỉ. Ông ơi, ông ráng nằm nghỉ. Có cái gì ông la lên, tôi với tụi nhỏ chạy vô liền. Không sao đâu mà. Cảm ơn bà. Mấy đứa, mấy đứa nói thiệt với bác nha. Dạ, chuyện gì hả bác? Mấy đứa biết bệnh của ông Suri phải không? Dạ. Tại sao vậy hả? Tại sao biết ông bệnh mà không nói thiệt cho bác biết? Hả? Anh chị, biết cái chuyện đó thì phải nói trước ngay từ đầu, chứ đâu để mà bác ông bệnh nặng đến như vậy. Cái này được gọi là bệnh, nhưng mà cũng không được gọi là bệnh. Bệnh mà lại không phải là bệnh là sao chị? Cái này gọi là bệnh chân bột.